Xin chào tất cả mọi người. Trước mắt mọi người đang là cái đôi loa, một cái dòng rất là nổi tiếng đến từ Nhật Bản, sở hữu cái trap điện cho cái âm cao cực kỳ sắc nét, quyến rũ và đặc trưng cái màu âm của trap điện thì cực kỳ hay luôn nha mọi người. Và cái điều đáng nói ở cái đôi loa ngày hôm nay mọi người biết không? Cái tần số cao, đó, cái tần số cao nó thể hiện được lên đến là 50.000 Hz. Có nghĩa là 50 kHz đó mọi người. Một cái tần số nó quá là ấn tượng luôn, hãng âm thanh nào cũng muốn hướng đến hết. Bởi vì cái tai của người ta nghe, ví dụ cái tai bác và anh là mà nhạy lắm thì mọi người nghe đâu đó chừng đến là 20 kHz là cùng. 20 kHz tức là 20.000 Hz á. Hảo đây khi mà Hảo test cái tần số nghe âm cao á thì Hảo nghe đâu chừng có 18 mà. Đó thì tai mà người nào nhạy lắm thì mới nghe được 20 kHz. Nhưng mà cái tần số ngưỡng cao của đôi loa này nó đạt đến là 50.000 Hz, tức là 50 kHz, nó gấp lên đến là 2.5 lần cái ngưỡng nghe của tai chúng ta. Nên đối với cái model này nó cho cái âm cao, cái âm thanh khi mà chúng ta nghe nó cực kỳ chi tiết, tinh tế và đặc biệt, đó là rất là nổi tiếng trong cái giới nghe nhạc cao cấp nha mọi người. Với cái model của nó đó là Pioneer CS9100. Thì đợt trước á, Hảo về cái giá Hảo bán thì đợt này Hảo cũng không thay đổi, Hảo vẫn để cái mức giá cũ luôn nha mọi người. Giá rất là dễ chơi luôn. Cái dòng này hiện tại trên thị trường được rất là nhiều bác và anh săn đón, nên Hảo thấy là đâu đó cái mức giá nó đã tăng rồi nha mọi người. Nhưng mà Hảo vẫn để cái mức giá cũ cho mọi người. Và vì trong cái tình trạng ngoại hình rất là đẹp, model là CS9100 là cái đời cao của cái dòng mà trap điện rất là nổi tiếng. Chút xíu nữa Hảo gỡ cái lưỡi ra, Hảo quay cho mọi người thấy là cái dòng, trong cái dòng trap điện của thương hiệu Pioneer thì cái dòng này là có sở hữu cái trap điện nó to nhất, nên cái tần số nó thể hiện nó cực kỳ ấn tượng cho mọi người. Thì trước khi mà quay chi tiết rõ ràng và công bố cái mức giá cũng như là Hảo test nhạc trực tiếp luôn á, thì đầu tiên xin giới thiệu mọi người cái USB nhạc và cái ổ cứng nhạc ở bên Ngọc Hảo. Thì Hảo có cái dung lượng 64GB, 600GB, 128GB, 800GB và ổ cứng là 500GB, 1,5 triệu và 1T là 2,5 triệu. Nhạc ở bên Ngọc Hảo thì cam kết lossless được rip từ CD gốc, nên các anh yên tâm. Hảo test trong cái hệ thống âm thanh, khi mà Hảo test nhạc này hoặc là Hảo đưa lên trên kênh YouTube, Hảo cũng lấy từ cái nguồn nhạc của mình, nên các bác các anh yên tâm về chất lượng. Và bác và anh nào mà có nhu cầu về nhạc lossless chất lượng cao á, thì mọi người liên hệ để mà nghe. Tại vì cái này khi mà chúng ta cái nguồn phát, cái nguồn nhạc chất lượng cao là nó rất là quan trọng trong cái hệ thống âm thanh luôn. Ví dụ như mà mình sở hữu cái bộ dàn nó mắc tiền, cái âm ly nó mắc tiền hay cái loa nó mắc tiền cỡ nào, nhưng cái nguồn nhạc nó không chất lượng thì khi mà nó khuếch đại lên á, nó vẫn không chất lượng nha mọi người. Nên cái nguồn nhạc là một trong những cái yếu tố cũng cực kỳ quan trọng trong cái hệ thống âm thanh. Thì quay lại cái đôi loa này thì mọi người thấy là cái ngoại hình về trong tình trạng rất là đẹp luôn nha mọi người. Để Hảo quay sơ qua cái giá đợt này cũng cực kỳ rẻ luôn. Đối với cái model này các bác thể hiện những cái giỏ bản nhạc vàng đặc trị, những cái bản nhạc vàng bolero, hoặc là bác và anh nào cũng có thể nghe những cái nhạc acoustic cũng cực kỳ hay luôn nha mọi người. Đối với những cái đôi loa mà để nghe nhạc acoustic đòi hỏi cái cấu hình của nó rất là cao luôn, thì cái đôi loa này cái cấu hình của nó thể hiện được cái dòng nhạc acoustic cực kỳ hay, rất là chi tiết. Bởi vì cái dòng trap điện của Pioneer thì quá là nổi tiếng rồi. Cái lưới của nó đây mọi người, đây cái lưới của nó được làm bằng khung nhựa, nên vì các bác ăn xài mà nó bị dơ thì mọi người có thể giặt luôn nha mọi người. Cái logo của thương hiệu Pioneer này đó, cái khung của nó là khung nhựa luôn á. Đây, nó không có bị gãy hay gì hết nha mọi người. Lưới còn rất là đẹp luôn, cái lưới nguyên bản của nó vậy đó mọi người. Nó có bị trầy ở trên này chút xíu này, nhưng mà không có nhầm nhò gì hết nha mọi người. Nó nhỏ lắm nó nhỏ xíu à. Rồi bên này, lưới bên này thì không có bị gì hết luôn, rất là đẹp luôn. Giá đợt này Hảo gửi tới cho tất cả các bác các anh với mức giá chỉ có 10.900.000 đồng thôi nha mọi người. Hảo đã gắn dây loa sẵn rồi, thì chút xíu nữa Hảo test cho mọi người nghe. Và cái dòng này thì nghe nhạc chuyên để nghe nhạc cao cấp nha mọi người. Các bác các anh tuyệt đối không hát karaoke đó, hát là nó chảy liền á. Đây là tuyệt đối chỉ có nghe nhạc cao cấp thôi. Và cái chất âm của nó rất là hay. Bác và anh nào mà đang tìm kiếm một cái cặp loa Nhật
với cái bát 30, cái dòng trap điện cao cấp để về nghe nhạc vàng bolero, đồng thời trưng bày cho nó đẹp, hoặc là acoustic thì đây là một trong những cái model mà rất là đáng mua nha mọi người, rất là được mua, nên Hảo thấy là trên thị trường hiện tại cái mức giá nó cũng đang tăng đó mọi người, thì nó sở hữu cái bát 30 đây mọi người. Đó, cái bát của nó là cái bát 30, và mọi người thấy này, cái bát nó được làm bằng cái màng gọi là màng giấy đó, với những cái đường vòng này, chúng ta thấy là cái đường vòng của nó vòng tròn đồng tâm trên cái màng loa này đó, giúp cho âm thanh khi mà đến tai của chúng ta nó chuẩn xác hơn, bởi vì mọi người thấy này, những cái đường vòng đồng tâm này nó tương tự với cái sóng của âm thanh đó, nên khi mà đến tai chúng ta thì nó sẽ chuẩn xác và nó sẽ trung thực hơn rất là nhiều mọi người. Đó, đây cái bát của nó rất là đẹp mọi người, so nha, chúng ta thấy hai cái màu cái màng loa bát là nó tương tự nhau luôn nha mọi người, chứ không phải là màu bên này là màu khác mà màu bên kia là màu khác luôn. Có những đôi về thì cái màu nó khác thì cái giá nó rẻ lắm mọi người. Đó, cái gân của nó đây mọi người. Rồi cái trap là cái dòng trap điện này, cái trap này là nó là cái đời cao nên cái trap nó sẽ to và nó có chiều dài nó dài hơn. Còn những cái đời thấp hơn, ví dụ như CS 7001 thì 7001 giá nó thấp hơn, cái bát thì nó có 25 thôi, còn cái đời này thì cái bát nó to hơn lên đến là 30, nên cho cái âm sâu hơn và mạnh hơn, nó hay hơn luôn nha mọi người. Cái trap này thì cái ngượng 50 kHz thì thật sự mọi người là một cái ngượng mà phải nói là quá là cao luôn đó, nên khi mà cái bản nhạc mà nó thể hiện á, nó nhuyễn mà chúng ta nghe nó chi tiết nó rất là hay luôn nha mọi người. Cái ngoại hình rất là đẹp luôn, độ thông hơi phía trước được sản xuất hoàn toàn tại Nhật, model CS 9001 Pioneer đó, về trong cái tình trạng cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Họ thấy trên thị trường á, về cái ngoại hình cũng không đẹp bằng đâu, nhưng mà cái mức giá cũng cao hơn Ngọc Hạo nhiều quá đó. Cái trạm kết nối của nó là bỏ chim, Hạo đã gắn cái dây loa sẵn với chút xíu, Hạo test nhạc trực tiếp cho mọi người nghe luôn, mọi người chờ Ngọc Hạo chút xíu nha. Đây, để mọi người nghe cái chất âm của nó như thế nào. Cái công suất của nó là 70W này, cái trở kháng là 8 ôm, và cái độ nhảy của cái model này là nó lên đến là 92 dB nha mọi người. Đây, được sản xuất hoàn toàn tại Nhật Bản, Made in Japan. Rồi Hảo quay chiếc bên này cho mọi người xem. Mọi người đợi chút xíu nha, Hảo test trực tiếp luôn để cho bác và anh nha. Ở bên này nói chung thùng vắt thì đẹp hết á, để quay mặt trên cho các bác và anh xem luôn. Hai bên hông này kia đều đẹp hết, nói chung là đôi này về được này rất là đẹp luôn, đẹp hơn những đôi trước rất là nhiều. Giá thì chỉ có 10.900.000 đồng thôi. Cái giá này thì thật sự mọi người là quá rẻ đúng không mọi người? Cái dòng trap Ripon cao cấp của hãng nữa. Và bây giờ thì mọi người đợi em Thảo nhé, Thảo sẽ test nhạc trực tiếp ở đây cho các bác anh nghe luôn. Và cái này thì mọi người ghép với những cái dòng điện nông hay là xa xôi, những cái dòng châu Âu cũng hay, và mức giá thì có 10.900.000 đồng thôi. Bác và anh nào mà đang tìm kiếm mỗi cặp loa mà vừa nghe nhạc đặc trị nhạc vàng bolero và có thể nghe nhạc acoustic thì mọi người liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hảo qua số điện thoại ở góc màn hình nha. Đây. Xa xưa.
cuộc tình nó đã xa xưa, đã xanh xao từ thuở nào. Chợt người đến với tim ta, xóa tan đi một mảnh đời. Cuộc tình tuy xa mong manh, có chơi vơi ngược dòng đời. Nghìn trùng dòng sông có vui. Mọi người thấy là cái chất lượng âm thanh của nó rất là hay đấy nha mọi người. Khi Hảo đưa lên YouTube á, thì nó đã bị nén lại rồi đó. Chứ còn bác và anh nào chúng ta nghe ở ngoài thì nó hay hơn nhiều nữa nha mọi người. Để họ test thêm bài lại để cho các bác anh nghe luôn nha mọi người. Cái chiều cao thì Hảo quên nhắc cái chiều cao, bây giờ Hảo nhắc cái chiều cao cho mọi người nha mọi người. Chiều cao nó sở hữu lên đến là 80, chiều rộng là 38 và chiều sâu là 30. Và Hảo xin nhắc lại cái mức giá là chỉ có 10 triệu 900 nghìn đồng thôi. Ngoại hình rất là đẹp, bác và anh nào lấy thì liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hảo qua số điện thoại ở góc màn hình. Xin chào và hẹn mọi người ở những video tiếp theo của Ngọc Hảo Audio Sài Gòn.